từng phát triển vùng chè hàng hóa lên tới 300 hecta, nhưng vì nhiều nguyên nhân, người dân bỏ chăm sóc hoặc chuyển sang cây trồng khác. Hai năm nay, giá chè ổn định và ở mức cao, huyện Bát Sát đang vận động nhân dân đầu tư chăm sóc, khôi phục lại vùng chè hàng hóa. Mục tiêu là xây dựng vùng chè đạt các tiêu chuẩn an toàn và hướng đến làm chè hữu cơ. Năm nay xã Mú Sung sẽ trồng mới 25 hecta chè, ưu tiên trước mắt là những hộ có lao động và nương canh tác gần đường giao thông. Nhiều hộ ở thôn Y Răng quyết định tham gia kế hoạch trồng chè bởi họ nhìn thấy những nương chè 6 năm tuổi trong thôn sẽ cho thu nhập cao từ bán chè búp tươi. Nhìn thấy nhà bên cạnh trồng chè cho tiền đến mấy tháng, tôi thích lắm, lại trồng lại. Tôi vẫn để ngô nhưng trồng chè vào. Có cây mát, chè cũng dễ sống. Có chè thì mấy năm nữa cũng có tiền. Hiện nay chúng tôi cũng đã thành lập thành 3 cái tổ nhóm để thu mua quả các thôn để tập trung vào một cái điểm để tổ chức thực hiện sau sấy chế biến. Xã cũng đang tích cực tuyên truyền vận động bà con cố gắng phát triển A Mú Sung đấy sẽ thành một cái vùng nguyên liệu chè. Tại xã Mường Hùm, vùng chè lớn của huyện, khoảng 2 năm trở lại đây, người dân đã đầu tư chăm sóc trở lại. Sản xuất theo hướng liên kết, sản phẩm chè búp tươi Bát Tiên được cơ sở thu mua với giá 20.000 đồng 1 kg. Mức giá này giúp các hộ liên kết yên tâm đầu tư chăm sóc. Không phun thuốc trừ cỏ để mình làm chè sạch ấy. Nếu mà đồi này không làm chè thì ngày xưa chỉ trồng sắn, trồng ngô thì thu nhập nó thấp. Còn chè này thì mình được hái thu nhiều lần thì nó được cao hơn. Sản lượng chè búp tươi năm nay của Bát Sát ước đạt 850 tấn, trị giá gần 12 tỷ đồng. Hầu hết sản lượng được 3 doanh nghiệp, hợp tác xã và một số cơ sở tư nhân thu mua. Được mùa, giá bán tốt là động lực để người dân tiếp tục mở rộng diện tích, phấn đấu trồng mới 70 hecta theo kế hoạch tỉnh giao, đồng thời đầu tư trồng dặm, cải tạo các nương chè đã có. Tập trung vào cải tạo các diện tích chè cũ và chè mà mất khoảng. Trong cái việc cải tạo khắc phục chè thì Bát Sát là mạnh dạn là hướng đến cái chè hữu cơ để nâng cao cái chất lượng, cái giá thành cũng như là áp dụng công nghệ tiên tiến vào trong cái sản xuất để đảm bảo cái phát triển bền vững gắn cả với cây du lịch nữa. Việc phát triển cây chè đang giúp vùng cao Bát Sát khai thác hiệu quả kinh tế từ đất đồi dốc, tạo giá trị thu nhập lên đến cả 100 triệu đồng mỗi năm, đồng thời mở ra cơ hội làm giàu bền vững từ cây trồng chủ lực được tỉnh lựa chọn.